Trạch Thiên Ký quyển 6 chương 90, phong lưu như mây tan, trong rừng có tiếng vọng. Tương Vương chuẩn bị rời đi. Từ Hữu Dung nói, Vương Gia xin dừng bước. Tương Vương dừng bước, nói với nàng, không biết có thánh dụ gì. Từ Hữu Dung nói, lúc còn bé đối với Vương Gia đánh giá không cao, hôm nay nghĩ đến, đó là do ta kiến thức không đủ. Tương Vương bình tĩnh nói, thánh nữ khen nhầm rồi, thẹn không dám nhận. Triều đình sử đoàn rời khỏi đỉnh núi, vương phá cũng không cần lưu lại nữa. Ta muốn tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, mọi người cố gắng bảo trọng. Hắn nói với Trần Trường Sinh cùng từ hữu dung. Cường giả thần thánh lĩnh vực, đã hiểu thấu đáo thiên địa pháp lý, cho dù thua ở dưới tay cường giả cùng lĩnh vực, cũng rất khó bị giết chết. Hôm nay hắn cùng với biệt dạng hồng liên thủ, vì giết chết thanh y khách, không để cho đối phương bất cứ cơ hội nào, cũng phải trả một cái giá thật lớn. Từ hữu dung nói, không bằng tỉnh dưỡng ở Nam Khê Trai Huệ viện không xa Lại nói còn có một số việc chưa xong Không quấy rầy thêm nữa Thời điểm vương phá nói những lời này Nhìn ba vị sư thúc tổ Nam Khê Trai một cái Mọi người có mặt đều biết ý tứ của hắn Hoài nhân thần tình lạnh nhạt không thay đổi Hoài thứ có chút tức giận Hoài bích lại là sắc mặt biến hóa Hoài bích rất rõ ràng Chuyện chính mình hôm nay đã làm tất nhiên sẽ bị chỉ trích Vốn định cùng triều đình sử đoàn rời đi không ngờ tương vương hẳn là không lên tiếng huệ viện phó viện trưởng cùng chung hội các đệ tử tiến lên sau khi cùng trần trường sinh và từ hữu dung hành lễ vây quanh vương phá đi tới dưới núi tiếp theo rời đi chính là một chá gia lão thái quân cùng ngô gia gia chủ hai người đứng đầu thế gia lúc cùng trần trường sinh từ hữu dung cáo từ vẻ mặt rất khiêm tốn thái độ rất đoan chánh mấy ngàn năm qua những thế gia này lúc cần tỏ rõ lập trường chưa từng lựa chọn sai lầm Vô lượng là giữa Lương Trần, hay là giữa Thái Tông hoàng đế cùng Sở Vương, hay hoặc giả là giữa Thiên Hải Thánh hậu cùng hoàng tộc. Trước hôm nay, bọn họ đương nhiên đứng về phía đạo Tôn Thương Hành Chu cùng triều đình, nhưng hôm nay phát sinh những chuyện này, nói vậy mang đến ảnh hưởng nhất định đối với thái độ của bọn họ. Đại Lục cùng Đại Tây Châu hai bên hợp nhất, là một đại sự của nhân tộc kế Nam Bắc hợp lưu, do Thương Hành Chu cùng triều đình toàn lực thôi động. Nhưng mà, theo Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung kết hợp chuyện này đã toàn bộ thành mây khói âm mưu của đại tây châu đã bại lộ thanh y khách bỏ mình nhưng ai cũng biết sau lưng âm mưu này nhất định là có bóng dáng của triều đình nếu không biệt dạng hồng trước khi rời đi sẽ không lưu lại một câu nói tràn đầy sát ý như vậy bao gồm cả chuyện ba vị sư thúc tổ nam khê trai bỗng nhiên trở về cường lực thôi động hợp trai cũng tất nhiên cùng triều đình có liên quan bây giờ nhìn lại ở trong hai chuyện này triều đình đều thất bại chuyện này tất nhiên sẽ dao động ý nghĩ của các thế gia. Đường gia nếu quả thật như trong truyền thuyết quyết ý sau này giữ vững trung lập, bọn họ cũng muốn chờ đợi diễn biến phát triển mới lựa chọn. Ta đi đưa tiễn hai vị trưởng bối. Đường tam thập lục nhìn trần trường sinh một cái, sau đó nở nụ cười dìu lấy một chá gia lão thái quân đi tới liễn giá, cũng không còn quên cùng ngô gia gia chủ hàng huyên mấy câu chuyện phím, tỉ như tiểu cô nãi nãi hiện tại thân thể như thế nào, mai biểu tỷ vẫn là như khi còn bé mùa hè giảm cân khí trời nóng lên sẽ không thích ăn bất cứ món gì chứ sau đó người tu đạo các tông phái sơn môn vội vàng đi lên hành lễ với trần trường sinh cùng từ hữu dung sau đó cáo từ hôm nay mọi người tới thánh nữ phong là để xem lễ nam khê trai hợp trai nhưng lúc này còn có ai dám nhắc lại lời này ba vị sư thúc tổ nam khê trai vẻ mặt có chút trầm ngưng nhất là hoài bích sắc mặt âm trầm chí cực vô cùng khó coi từ lúc phá bích xuất quan, rơi vào nhai bình cho đến bây giờ, từ hữu dung không nói với các nàng một câu nói nào, thậm chí cũng không có liếc mắt nhìn. Cuối cùng cáo từ chính là đoàn đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông, cậu hàng thực thi lễ một cái với từ hữu dung, nói, vốn nên lưu lại xem xem có chuyện gì giúp được hay không, nhưng có thể sư huynh đã tới, để ổn thỏa, ta còn muốn đi tìm hắn trước. Biệt dạng hồng nếu lúc lên núi đã nhận được Thu Sơn Quân truyền tin, vậy hôm nay dĩ nhiên Thu Sơn Quân đã tới về phần vì sao hắn thủy chung không hiện thân mỗi người có suy đoán khác nhau nhưng nghĩ đến hẳn là có liên quan tới từ hữu dung cùng trần trường sinh từ hữu dung trầm mặc một lát nói với cẩu hàng thực sư huynh đi đường cẩn thận gặp hắn thay ta nói tiếng cảm ơn cẩu hàng thực nói sư huynh không chắc muốn nghe tiếng tạ ơn này từ hữu dung nói vậy thì hỏi xem hắn vì sao không đến gặp ta lúc nói những lời này nàng không nhìn trần trường sinh Diệp Tiểu Liên các thiếu nữ nam khê trai lại là trong vô thức nhìn về Trần Trường Sinh, có chút khẩn trương. Ở trong suy nghĩ của các nàng, ngay trước mặt giáo hoàng bệ hạ, thánh nữ làm sao có thể nói như vậy chứ? Trần Trường Sinh không chú ý tới những ánh mắt này, hắn đang nói chuyện cùng chiếc tụ dưới tàn cây. Không biết bọn họ đang nói chuyện gì, vẻ mặt Trần Trường Sinh có chút ngưng trọng, chiếc tụ lại là trầm mặt không nói. Cậu hàng thực vốn muốn cùng bọn hắn cáo từ, nhìn hình tượng này như có điều suy nghĩ, không tiến lên, mang theo ly sơn kiếm tông đệ tử hướng dưới nhai bình đi tới. Triều đình sử đoàn đã rời đi, người tu đạo đến từ các tông phái sơn môn cùng thế gia cũng đã rút đi, trên con đường bằng đá rất an tĩnh, trong núi rừng có chút lành lạnh không nghe được bất cứ thanh âm gì, nghĩ đến chim chóc cùng tẩu thú sống trong rừng cũng đã bị mấy trận chiến đấu kinh thiên động địa lúc trước hù dọa đi. Ly Sơn kiếm tông đệ tử đi tới dưới chân núi, vừa đi vừa nghị luận những chuyện phát sinh hôm nay, nói cực kỳ nhiệt liệt ai có thể ngờ được thế cục biến hóa nhanh như vậy? ta nghe sư huynh nói đang chuẩn bị cầm kiếm chém giết một phen, ai biết ngay cả kiếm cũng không kịp rút ra chứ? bạch thái nghĩ tới những hình ảnh kinh tâm động phách kia, hưng phấn nói năm vị cường giả thần thánh lĩnh vực tự mình tham chiến có bốn người, hung nhân như bạch hổ thần tướng lại chết như vậy, sau khi trở về nhất định phải đem những chuyện này nói cho tiểu sư muội nghe, nếu nàng biết rằng xuất thủ cuối cùng chính là chiếc tụ khẳng định thật cao hứng cẩu hàng thật cười cười không nói gì bạch thái nói tiếp trần trường sinh quả nhiên lợi hại từ sư muội thánh nữ cũng lợi hại hợp kiếm thuật của hai người càng lợi hại hơn nhưng lợi hại nhất vẫn là đại sư huynh hôm nay nếu như không phải là hắn âm mưu của đại tây châu làm sao có thể dễ dàng bị bóc trần như thế làm sao biệt dạng hồng tiền bối cùng vương phá có thể trực tiếp thiết lập ván cục giết chết thanh y khách trong suy nghĩ của hắn Đại sư huynh hôm nay từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện mới là người trọng yếu nhất, lúc nói chuyện vẻ mặt rất kiêu ngạo. Nghe lời này, các đệ tử Ly Sơn kiếm tông rối rít gật đầu đồng ý, nói nếu như không có đại sư huynh, hôm nay Trần Trường Sinh căn bản không có cách nào phá vỡ cục diện, cho dù hắn có vương phá tương trợ, chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ có một chữ chết, cho dù đệ tử Ly Sơn kiếm tông ta rút kiếm tương trợ, có thể không chết. Nhưng kết cục không khỏi cũng sẽ có chút chật vật. Đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo rồi lại lộ vẻ vô cùng chê lười từ sơn lâm thâm sử truyền tới những lời nói nhảm này từ đâu mà tới bạch thái nghe vậy vẻ mặt đột nhiên lạnh lùng đang muốn tìm ra đối phương chất vấn một phen đột nhiên cảm giác được thanh âm này rất quen thuộc vẻ mặt lại biến đổi sơn lâm thâm sử có một dòng suối nhỏ trong suốt phẳng lặng trên tảng đá bên khe suối đặt giá nướng còn có chút cá ăn còn dư lại Thu Sơn Quân từ trên giá nướng gỡ xuống một con cá mới nướng xong nhét vào trong tay Bạch Thái, nói: "Lúc ăn xem ngươi có học được cách ngậm miệng hay không." Bạch Thái có chút khẩn trương, nhận lấy cá nướng nghiêm túc bắt đầu ăn, làm sao còn dám đưa ra đánh giá gì nữa. Ly Sơn kiếm tông đệ tử rút kiếm ra, đi trong suối đâm cá, trong lúc nhất thời tiếng nước chảy ào ào, cười nói không ngừng. Thu Sơn Quân dùng nước suối rửa sạch tay, cùng Cẩu Hàng Thực ngồi trên tảng đá. Cẩu Hàng Thực nói: không ngờ, sau khi ngươi rời khỏi Tùng Sơn quân phủ, hẳn là từ hán thu thành vòng trở lại, so với trong thư nói đã chậm mất mấy ngày. Thu Sơn quân nói, rời khỏi phản nhai đi Tùng Sơn quân phủ, nhìn thấy người trong nhà, nên mới đi theo. Cậu hàng thực thông tuệ đến cỡ nào, lập tức phát hiện vấn đề trong những lời này, hỏi, là ai? Thu Sơn quân trầm mặt chốc lát, nói, Trần Trường Sinh. Thời điểm hắn cùng cậu hàng thực bắt đầu nói chuyện, tiếng huyên náo trong suối đã nhỏ hơn rất nhiều. Khi hắn nói ra tên của Trần Trường Sinh, càng hấp dẫn ánh mắt của tất cả các sư đệ. Mà khi hắn đem đoạn chuyện xưa ở phản nhai mã tràng nói xong, trong suối càng vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người trầm mặt thời gian rất lâu. Cậu hàng thực cũng không biết nên nói gì, nhìn hắn muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không nói thành lời. Bạch thái mặt càng đỏ lên, suýt nữa bị cá làm cho nghẹn chết. Các ngươi muốn nói điều gì? Thu Sơn quân mặt không chút thay đổi nói. Cậu hàng thực cười lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có đánh giá gì với chuyện này. Bạch Thái cực kỳ khó khăn đem miếng cá nuốt xuống, lắc đầu liên tục, tỏ vẻ chính mình không dám đưa ra bất kỳ đánh giá gì đối với Đại sư Huynh. Thu Sơn quân nhìn hắn nói, muốn nói cứ nói. Bạch Thái do dự thời gian rất lâu, thấp giọng nói, Đại sư Huynh. Hai người các ngươi có vẻ mắt đều không tốt hay sao? Trần Trường Sinh là một người không tồi. Thu Sơn Quân dừng một lát, tiếp theo sau đó nói, đáng tiếc, không thể làm bằng hữu. Hắn không biết Trần Trường Sinh cũng từng có cảm khái như vậy. Cậu Hàng thực mỉm cười nói, điểm này ta giỏi hơn các ngươi, bởi vì ta có thể làm bằng hữu với các ngươi. Bạch Thái chen đến trên tảng đá, ngồi xổm xuống bên cạnh Thu Sơn Quân nói, đại sư huynh ngươi mới thực sự là giỏi, Trần Trường Sinh dù lợi hại thế nào, hôm nay phải dựa vào ngươi mới có thể toàn thân trở lui. Những lời này nói chính là Thu Sơn Quân dùng hơn 10 bức họa để thuyết phục biệt dạng hồng, phá giải âm mưu của Đại Tây Châu. Nhưng ở trên mặt Thu Sơn Quân không hề có kiêu ngạo và đắc ý, ngược lại có chút ảm nhiên. Ta không thích biệt thiên tâm, cho nên ban đầu cũng không để ý, đã nghĩ chuyện này quá nhỏ, không nghĩ tới người của Đại Tây Châu lại dám xuống tay với hắn. Hắn trầm mặt một lát rồi nói, nếu như ta tỉnh táo hơn một chút, có lẽ hắn đã không chết. Cậu hàng thực trầm mặt chốc lát, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, ngược lại hỏi, nam khê trai hợp trai, chúng ta có cần làm gì hay không? Sư muội làm việc, chưa bao giờ cần người lo lắng. Chiếc tụ giống như đã xảy ra chút vấn đề. Trở về rồi hãy nói. Thu Sơn Quân đứng dậy đi tới ngoài núi rừng. Trong suối đệ tử Ly Sơn kiếm tông vội vàng nổi trên mặt nước, dùng chân nguyên hông khô y phục, cầm mười mấy con cá tươi sống chạy theo. Sơn đạo vẫn thanh u, đàn chim cảm thấy đã an toàn, một lần nữa trở lại trong rừng, có thể nghe được chim hót thanh thúy lạnh lót. Không biết ngọn núi nơi nào, truyền đến mấy tiếng khỉ con đùa giỡn. Thu Sơn quân lóng tay nghe chốc lát, dơ lên bầu rượu uống một hớp, mang theo sư đệ tử theo Sơn Đạo đi xuống, áo bào lướt nhẹ. Nhai bình trên đỉnh núi đã không còn ai, nhưng trên nhai bình trước nam Khê trai đã đứng đầy người. Giữa cây xanh cùng bụi hoa, mấy trăm nội môn đệ tử của nam Khê trai an tĩnh mà đứng, đã không khẩn trương giống vài ngày trước, khi ngửi thấy được mùi hoa nước mũi, có chút thiếu nữ trẻ tuổi còn có thể không nhịn được nhẹ nhàng ngửi một cái. Vấn đề còn không giải quyết, nhưng nếu thánh nữ đã xuất quan, những đệ tử như các nàng còn cần gì phải lo lắng chứ? Kiến trúc chỗ sâu nhất của Nam Khê Trai, phía trên thảo đường có đặt hai tấm bồ đoàn, từ hữu dung cùng Trần Trường Sinh ngồi ở phía trên. Nhìn hình ảnh này, hoài thứ khẽ cao mày có chút không vui, hoài bích trầm mặt không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Hoài nhân chậm rãi nói, giáo hoàng bệ hạ bị thương không nhẹ hay là đi nghỉ trước đi vị sư thúc tổ bối phận cực cao của nam khê trai đã tỏ ý tứ vô cùng rõ ràng vô luận từ hữu dung đối với chuyện hợp trai có cách nhìn thế nào đối với hành vi các nàng vân du trở về có ý kiến thế nào cuối cùng là chuyện riêng của nam khê trai nếu là chuyện riêng nên do nam khê trai tự mình giải quyết trần trường sinh cho dù là giáo hoàng cũng không nên ngồi ở chỗ này nhưng mà những lời này của nàng không có bất kỳ đáp lại Thảo đường trong ngoài, bên trong hoa thụ đứng mấy trăm đệ tử nam khê trai bình tĩnh không nói, giống như không nghe được. Từ hữu dung cũng giống như không nghe được câu này, chẳng qua chỉ lẳng lặng nhìn bằng hiên cùng giật trần. Ở trước khi bế quan tiến vào thạch bích trên đỉnh núi, nàng đem sự vụ của nam khê trai giao cho hai vị sư tỷ này xử lý. Hiện tại tầm mắt bình tĩnh của nàng, rất rõ ràng chính là muốn các nàng đưa ra giải thích đối với chuyện hôm nay. Hoài nhân thở dài một tiếng, muốn nói cái gì đó từ hữu dung vẫn không để ý tới nàng chẳng qua lẳng lặng nhìn bằng hiên cùng giật trần mặc dù là đệ tử cùng thế hệ nhưng bằng hiên cùng giật trần làm sao còn đứng được đã sớm quỳ xuống giật trần mắt ương ước trung giọng nói ta thật sự không biết nên làm như thế nào chỉ nói một câu như vậy nước mắt đã từ mắt vành mắt của nàng chảy xuống từ hữu dung biết tính tình của nàng từ trước đến giờ yếu đuối nghĩ đến tất nhiên đêm qua bị lão sư ép tới chống đỡ không được hôm nay mới có thể ở trên nhai bình đồng ý chuyện hợp trai bằng hiên tương đối bình tĩnh hơn nói đệ tử biết tội chẳng qua sư phụ nàng lão nhân gia dù sao tuổi cao sức yếu hơn nữa không có ác niệm kính xin trai chủ thiên ân hoài nhân giật mình không ngờ đồ đệ trên nhai bình hôm nay mấy lần trái ngược ý mình lúc này lại cầu xin cho mình nhưng nàng cũng không chấp nhận lời nói này bởi vì đến lúc này nàng vẫn cho là mình chính xác Nàng đối với chuyện mấy ngày nay bình tĩnh kể lại cho Từ Hữu Dung, như đêm qua cùng hôm nay, tỏ rõ tại sao chính mình lại muốn cho Nam Khê trai hợp trai 10 năm. Từ đầu đến cuối, Từ Hữu Dung cũng không nói gì, chỉ lặng lặng nghe. Hoài Nhân nói, chuyện hôm nay nhìn như đã được giải quyết, nhưng thánh nữ ngươi phá quan, tất nhiên phải trả giá thật lớn. Trần Trường Sinh nhìn Từ Hữu Dung một cái. Hoài Nhân tiếp tục nói, nếu như sau này chuyện như vậy không ngừng phát sinh thì phải làm sao? thánh nữ ngươi còn có thể trả giá được mấy lần thánh nữ phong còn có thể trả giá được mấy lần triều đình cùng ly cung chiến tranh giữa thầy trò bọn họ vì cái gì lại muốn đệ tử trong trai chúng ta phải chịu đến lúc này từ hữu dung mới mở miệng nói chuyện thanh âm của nàng rất nhẹ cũng rất trong trẻo có thể làm cho tất cả nam khê trai đệ tử trong hoa thụ nghe được rõ ràng lại càng trực tiếp tiến vào trong lòng hoài nhân sư thúc là trưởng bối quan tâm chuyện trong trai là đương nhiên nhưng ngươi không phải là trai chủ hay là nói ngươi muốn ngồi ở vị trí của ta nam khe trai trong ngoài hoàn toàn an tĩnh không có bất kỳ thanh âm nào cả hoài nhân không cách nào trả lời những lời này nàng biết chuyện đến đây đã không còn cách nào để vãn hồi được nữa nhưng nghĩ tới hình ảnh tương lai trai phá người mất vẫn muốn cố gắng thuyết phục lần cuối ta biết làm như vậy quả thật trái với giáo luật nhưng mà ta không thể trơ mắt nhìn các ngươi đem nam khê trai ta kéo vào trong vực sâu nàng nhìn từ hữu dung cùng trần trường sinh nói các ngươi không có tư cách làm như vậy từ hữu dung đứng dậy nhìn vào ánh mắt của nàng bình tĩnh nói lão sư trước khi rời đi từng nói với ta nam khê trai đều là nữ tu tính vốn nhu nhược muốn ở trong loạn thế cầu sinh đã là chuyện không dễ dàng mà muốn tỉnh thủ đạo tâm độ thế lại càng là ý nghĩ ngây thơ tuyệt không phải bản đạo của nam khê trai Hoài Nhân nói, chẳng lẽ sư tỷ cùng ngươi chưa từng nghĩ, thiên hạ đại thế như hận hà tràn lan, chỉ cần không để ý, sẽ gặp cảnh thuyền lật người mất. Từ Hữu Dung nói, tu đạo vốn là chuyện nghịch thiên, chính là nữ tử nhu nhược, cũng phải cầm đạo đi về phía trước, đứng ở bờ sông nắm phong cảnh cả đời, cố nhiên thanh diệu tự tại, nhưng ngay cả đáy giày cũng không nở ước, làm sao có thể đạp sóng trời đi, cuối cùng đi lên bờ bên kia. Lời vừa dứt, hoa thụ theo gió lắc nhẹ, ánh mắt các thiếu nữ nam khê trai cũng sáng lên khi còn bé ở bắc tân kiều ta từng nhảy vào giếng đứng ở trên cầu ta từng nhảy vào lạc thủy cũng cho là ta muốn chết nhưng không biết ta chỉ muốn nhảy vào muốn xem đến tột cùng rốt cuộc có trăng sáng hay không rốt cuộc có ác long trong truyền thuyết hay không ngay cả những chuyện này ta còn dám làm huống chi là xuống sông từ hữu dung nói tới đây trần trường sinh nhìn nàng một cái ban đầu trước lúc đánh một trận ở nại hà kiều hắn từng cẩn thận nghiên cứu về nàng rất rõ ràng những tin đồn thú vị của nàng lúc còn thơ bé sư phụ lựa chọn ta làm thánh nữ là bởi vì nàng rất rõ tính tình của ta biết ta sẽ dẫn nam khê trai đi về nơi đâu từ hữu dung nhìn hoài nhân nói ngươi không thích cách làm việc của ta không thích lựa chọn của lão sư ta có thể tôn trọng nhưng muốn thay đổi mọi chuyện không được thanh âm của nàng vẫn rất nhẹ tựa như chim hót réo rắc trong cốc yên lặng nhất không có cố ý phóng thích uy nghiêm nhưng làm cho người ta cảm giác chân thật đáng tin nhất là hai chữ cuối cùng để cho rất nhiều đệ tử nam khê trai bao gồm bằng hiên giật trần ở bên trong đều đã nghĩ đến lúc trước trên nhai bình trần trường sinh từng nói hai chữ cũng giống như vậy có thể tôn trọng có thể lý giải nhưng sẽ không tiếp nhận sẽ không bị ngươi thuyết phục càng sẽ không bị ngươi thay đổi không được là không được được cũng không được trần trường sinh nhớ tới vài ngày trước trong gió tuyết ở vấn thủy thành từ nhà cũ truyền tới tiếng hét kia con của ngươi cấu kết ma tộc a nếu nói danh vọng hắn từ sau đại triêu thí mới bắt đầu tích lũy mà từ hữu dung cùng thu sơn quân lại là từ ngày mới sinh đã bắt đầu nuôi dưỡng bọn họ sống trên thế giới này không thể dài như các cường giả tiền bối nhưng nếu nói đến danh vọng có mấy người có thể bị kịp được bọn họ tất cả tranh luận đến đây kết thúc từ hữu dung chính là ý chí của nam khê trai ở nơi này hơn 10 tòa thanh phong không có bất kỳ ai có thể giao động địa vị của nàng thậm chí tiếp cận thôi cũng không làm được cho dù hôm nay phản đối nàng là ba vị sư thúc tổ bối phận cao nhất hoài nhân thở dài một tiếng nhìn vẻ mặt từ hữu dung bình tĩnh như nước tâm như tử thủy nói vậy trai chủ chuẩn bị trừng phạt chúng ta như thế nào ta nói rồi có thể tôn trọng có thể lý giải đã như vậy sư thúc cũng không có lỗi gì quá lớn cần gì phải trừng phạt từ Hữu Dung nói, sư thúc vốn thích Vân Du tứ hải, vì tiền đồ của nam khê trai mới bị gián đoạn tu hành trở về, hôm nay ta đã phá bích xuất quan, chuyện trong trai không cần quan tâm nữa, như vậy mời sư thúc tiếp tục Vân Du đi đi, tin tưởng phong cảnh thế ngoại sẽ không kém phong cảnh nơi này bao nhiêu. Bối phận của Hoài nhân đặt ở chỗ này, nếu như nàng thật muốn dựa theo giáo luật trai pháp để xử trí, quả thật có chút không ổn nhưng để cho vị sư thúc tổ này tiếp tục lưu lại thánh nữ phong, dĩ nhiên lại càng không ổn. Nếu nói Vân Du, thật ra là mời rời đi, ý tứ tránh cho gặp nhau mà chán ghét. Từ hữu dung xử lý như thế, thật có thể nói là cử trọng nhược kinh, lòng dạ rộng lớn, tin tưởng hoài nhân cũng có thể tiếp nhận. Giật trần cùng bằng hiên nhìn về hoài nhân đều có chút ý mừng. Thời điểm hoài nhân chuẩn bị nói cái gì đó, từ hữu dung chợt nhớ tới một việc. Nhưng ta không hy vọng sư thúc cách đoạn thời gian sẽ trở về một lần, như vậy thật sự rất phiền, như vậy thời hạn là 10 năm một lần đi. Nghe lời này, giật trần cùng bằng hiên vẻ mặt khẽ biến, nghĩ thầm sư phụ sẽ tiếp nhận sao? Mời rời khỏi cửa Vân Du, có thể lý giải là hậu bối đệ tử lễ ngộ, nhưng chỉ đúng 10 năm mới được về một lần, đây cũng là minh xác trục xuất. Hoài nhân rất rõ ràng, thánh nữ nói thời hạn 10 năm, chỉ chính là nam khê trai cứ 10 năm một lần diễn ra tinh quế đại tế nghĩ tới đối phương không tước đoạt tư cách tham gia tinh quế đại tế của mình nàng còn có thể nói cái gì chứ nàng cảm khái thở dài đi tới ngoài thảo đường hoài thứ hướng từ hữu dung cùng trần trường sinh hành lễ sau đó xoay người đi theo hoài bích đã đi theo bên người hoài nhân vẻ mặt nhìn như trầm ổn lông mi cũng đang khẽ rung động trong mắt có bất an cùng giải thoát ngay sau một khắc toàn bộ bất an cùng giải thoát trong mắt nàng biến mất không thấy gì nữa biến thành khiếp sợ cùng sợ hãi thanh âm từ hữu dung lại một lần nữa vang lên trong ngoài nam khê trai viên nguyệt cầm ngươi cho là mình cũng có thể đi ư tất cả đệ tử nam khê trai cũng ngẩng đầu lên có hai mặt nhìn nhau có tìm kiếm khắp nơi nghĩ thầm viên nguyệt cầm là ai trước kia không nghe nói trong trai có đệ tử tên như vậy a à. đệ tử phản ứng nhanh chút ít cũng đã mơ hồ đoán được thứ gì hoài nhân dừng bước xoay người lại nhìn từ hữu dung trầm mặt không nói Hoài thứ vẻ mặt có chút ngơ ngẩn, tự hồ không hiểu được xảy ra chuyện gì. Hoài bích sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Càng ngày càng nhiều đệ tử hiểu ra, thì ra viên nguyệt cầm là tên họ tục gia của hoài bích sư thúc tổ. Hoài nhân có chút bất an. Từ hữu dung không gọi sư thúc, cũng không có đạo hiệu, mà là trực tiếp hô lên tên họ tục gia của tam sư muội, trong đó ẩn dấu ý vị không hỏi cũng biết. Hoài bích xấu hổ thành giận, nhìn từ hữu dung quát lên, thánh nữ ngươi muốn làm gì? Hoài thứ đến bây giờ còn không kịp phản ứng, nói với từ hữu dung, nàng dù sao cũng là sư thúc của ngươi, sao có thể như thế? Từ hữu dung biết vị sư thúc này tính tình như vậy, cũng không để ý tới, chẳng qua nhìn hoài bích nói, vì nguyệt cầm, ngươi cấu kết với ngoại nhân ra tay với đệ tử trong trai, chẳng lẽ ngươi cho rằng làm chuyện như vậy, ta còn để ngươi rời khỏi nam khê trai ư? Nghe lời này, hoài thứ mới giật mình, nhìn hoài nhân một cái, muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đối với các đệ tử nam khê trai lúc trước ở trên nhai bình mà nói, lời nói này của từ hữu dung làm cho các nàng nhớ lại hình ảnh lúc đó. Lúc ấy các nàng kết thành kiếm trận, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đang đối kháng cường giả thần thánh lĩnh vực vô cùng bích, thế cục cực kỳ nguy hiểm. Vừa lúc đó, sư thúc tổ của các nàng hoài bích bỗng nhiên xuất thủ đem các nàng đánh cho bị thương, cho nên trận phá. Hình ảnh như vậy, các nàng có thể quên mất được ư? Theo sau đó Thanh Y khách bỗng nhiên xuất thủ, âm mưu của Đại Tây Châu bại lộ, Vương Phá cùng biệt dạng Hồng Liên thủ thi triển mục kích lôi đình, lần ra tay của Hoài Bích trở nên ít người chú ý. Nhưng rất nhiều người không quên. Tỷ Như các đệ tử nam khê trai, tỷ Như Từ Hữu Dung. Nàng nhìn Hoài Bích bình tĩnh hỏi, Thương Hành Chu rốt cuộc cho ngươi cái gì, lại làm cho ngươi làm ra chuyện như vậy? Hoài Bích biết mình lúc này gặp phải cục diện phiền toái nhất cắn răng nói, ta không rõ ý của ngươi. Từ hữu dung không hỏi nàng nữa, ngược lại nhìn về Trần Trường Sinh hỏi, thỉnh giáo hoàng bệ hạ giải luật. Lúc ấy ở trên nhai bình Trần Trường Sinh ngăn cản nam khê trai hợp trai, đúng là bằng tư cách giải luật của giáo hoàng. Từ hữu dung lúc này mời hắn lên tiếng, một mặt là dựa thế, mặt khác lại là muốn chứng minh cho các đệ tử nam khê trai nhìn hắn có quyền lực như vậy. Cho dù là thánh nữ, cuối cùng là nữ nhi, rất nhiều tâm tư, khó có thể nói hết vô luận hoài nhân muốn nam khê trai hợp trai căn cứ vào suy tính như thế nào hành vi của hoài bích ở trên nhai bình cũng không có cách nào tiếp nhận đặt tại tông phái sơn môn nào hành vi của nàng đều không thể được tiếp nhận bên trong giáo luật đối với chuyện này tự nhiên cũng có minh xác thuyết pháp hoặc là phế bỏ công pháp bị trục xuất sơn môn trần trường sinh nghĩ tới khi còn bé đọc thuộc đạo tàng giáo điển nói hoặc là giam cầm để trách phạt Hoài Bích sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, nhìn về Hoài Nhân muốn nói lại thôi. Hoài Nhân muốn cầu xin thay cho nàng, lại bỗng nhiên nghĩ đến mình cùng Hoài Thứ, Hoài Bích ba vị đồng môn vân du nhiều năm trên thế gian, bỗng nhiên bị Trường Xuân Quang Đạo Nhân tìm kiếm, mới có hành trình kinh đô gặp gỡ đạo tôn thương hành chu, không khỏi sinh ra chút ít nghi ngờ, tinh thần hơi hoảng hốt. Từ hữu dung nhìn Hoài Bích nói, viên nguyệt cầm, ngươi chọn cái nào? Hoài Bích thấy Hoài Nhân trầm mặt, nghĩ là sư tỷ đã từ bỏ mình, hận từ trong lòng dâng lên, cắn răng nói, giam cầm. Ngươi chuẩn bị đem ta giam cầm bao nhiêu năm? Từ hữu dung nói, ngươi ngày nào có thể hiểu được lỗi của mình, sẽ thả ngươi đi ra ngoài. Hoài bích cười lạnh hai tiếng, thanh âm bén nhọn hô, ngươi muốn đem ta giam cả đời ở thánh nữ phong. Ta có thể nào để ngươi được như mong muốn? Từ hữu dung vẻ mặt không thay đổi, bình tĩnh nói, xem ra ngươi là muốn lựa chọn điều trước. Nếu nói điều trước chính là phế bỏ công pháp, trục xuất sơn môn, cũng chính là một tử thi năm đó ở ly cung bị trừng phạt, chẳng qua là vị công chúa Đại Tây Châu kia mặc dù bị phế sạch công pháp quốc giáo còn có công pháp nhà mình hộ thân, mà hoài bích tu hành toàn bộ cũng là đạo pháp nam khê trai, nếu như phế bỏ toàn bộ. Nàng cùng phế nhân có gì khác nhau? Sắc mặt hoài bích trở nên càng thêm tái nhợt, ánh mắt trở nên oán độc chí cực, nói, nếu như ta không chọn thì sao? Từ hữu dung bình tĩnh nói, ta đây sẽ phải thay lịch đại tổ sư trực tiếp thi hành giáo luật trai quy. Nghe lời này, vẻ mặt hoài thứ khẽ biến, bước về phía trước một bước, đứng ở giữa từ hữu dung cùng hoài bích. Vị đạo cô tính tình dữ dằn như lửa này cũng không phải là muốn cùng thánh nữ đương đại dương cung bạc kiếm, chẳng qua là trong vô thức không hy vọng thấy hình ảnh có thể phát sinh kế tiếp. Nam khê trai đệ tử phản ứng lại bất đồng, chỉ nghe kiếm kêu trong trẻo, kiếm ý tung hoành, mấy trăm đệ tử nhìn như tán loạn đứng ở các nơi, cũng đã hợp thành một tòa kiếm trận cực kỳ phức tạp, kiếm thế bàn bạc rồi lại lành lạnh chí cực, ngăn cản các phương hướng thông tới dưới chân núi. Nhìn hình ảnh này, hoài nhân thở dài, nhìn hoài bích khuyên, nếu như ngươi không thẹn với lương tâm, vậy thì đi tự xét lại mấy ngày, ta ở dưới chân núi chờ ngươi. Sư tỷ sao ngươi, ngu xuẩn như thế? Hoài bích vẽ mặt lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ, nói, rất rõ ràng, thánh nữ muốn dùng ta để lập uy, còn cần gì chứng cớ, tỉnh lại đi. Hoài nhân thấy nàng chân tình, không khỏi có chút dao động, hướng về phía trước một bước muốn nói với từ hữu dung thứ gì. Đột nhiên, thảo đường gió rét đột khởi, kiếm ý tung hoành nhưng lại thu liễm, một đạo khí tức cực kỳ bén nhọn rồi lại thê lãnh, bao phủ khắp nơi. Đó là một thanh kiếm, một thanh kiếm rất nhỏ rất dài rất thẳng, toàn thân ngâm đen, sáng bóng vô cùng thuận trơn, tựa như hắc ngọc làm thành. Cái thanh kiếm như hắc ngọc này, bị hoài bích nắm ở trong tay thân kiếm sắc bén mà hàng lãnh chí cực để ngang trước cổ hoài nhân cự ly cổ họng của nàng chỉ có một sợi tóc hoài bích hẳn là thừa cơ hội hoài nhân bước về phía trước một bước trực tiếp đánh lén khống chế nàng hoài nhân sắc mặt có chút tái nhợt không biết là bị kiếm ý làm bị nội thương hay là bị sư muội đánh lén đã thương tâm tình một tiếng cười lớn lối vang lên trong thảo đường hoài bích nhìn từ hữu dung cùng trần trường sinh trên mặt tràn đầy ánh mắt đắc ý nụ cười dần dần thu lại thanh âm cũng trở nên hàng lãnh vô cùng. Không sai, ngươi nói không sai, hết thảy quả thật cũng là sắp xếp của ta, đạo tôn hứa hẹn với ta, chỉ cần nam khê trai hợp trai 10 năm, ta chính là thánh nữ. Trần Trường Sinh hỏi, nếu hữu dung phá bích xuất quan thì sao? Hoài Bích cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cảm thấy nếu như ta làm được như thế, nàng còn có cơ hội xuất quan ư. Nếu như không thể tự phá bích xuất quan, như vậy đợi chờ từ hữu dung tự nhiên chỉ có cái chết ta quả thật không ngờ tới, ngươi lại vì một người đàn ông bỏ quên đại đạo, lúc đó phá bích xuất quan. Hoài bích nói, về phần chuyện khác, thật ra thì cũng rất đơn giản, muốn dùng nam kê trai tồn tại thiên thu để thuyết phục vị sư tỷ khô khan như tảng đá của ta thật không khó, muốn lừa gạt vị sư tỷ tính tình dữ dội nhưng đầu óc ngu si kia lại càng dễ dàng hơn. Cho đến lúc này, hoài thứ mới hiểu được hết thảy đến tục cùng là chuyện gì, tức giận chí cực, thân thể khẽ rung, cũng không dám làm gì đạo hắc kiếm hàng lãnh chí cực kia đặt tại trước cổ họng hoài nhân hoài nhân sắc mặt càng thêm tái nhợt ánh mắt càng thêm ảm nhiên chỗ sâu nhất mơ hồ có ý vị khổ sở ba 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 mấy thanh âm vang lên hoài bích chỉ rơi như gió ngăn trở mấy chỗ kinh mạch của hoài bích lại càng khóa chặt u phủ thảo đường vang lên một trận kinh hô thiên hạ khê thần chỉ không sai ta dùng đúng là thiên hạ khê thần chỉ sư tỷ nàng không còn có cơ hội phản kích Hoài Bích lớn tiếng nói, các ngươi đám vãn bối này, lại can đảm bất kính đối với ta, nếu có thể, ta nhất định phải cho các ngươi nếm thử tư vị vạn nghĩ xuyên thân. Theo thanh âm của nàng vừa dứt, sắc mặt hoài nhân từ tái nhật chuyển làm màu xanh, lộ vẻ cực kỳ thống khổ, rất rõ ràng đang thừa nhận thiên hạ khê thần chỉ mang đến thống khổ. Bằng hiên, giật trần các đệ tử nam khê trai thấy hình ảnh này, vô cùng kinh sợ, nhưng kiên kỵ đạo hắc kiếm kia, không dám tiến lên. Dĩ nhiên, ta sẽ không trông cậy như vậy có thể ép ngươi thối vị. Hoài Bích nhìn từ hữu dung lạnh giọng nói, ngươi là chu nhân vong ân phụ nghĩa, lãnh khóc vô tình nhất, không phải sao? Ngươi để cho ta rời đi là được. Từ hữu dung không để ý tới nàng, nhìn hoài nhân bị nàng cưỡng ép nói, người xem, tâm ý của ngài có thể tốt, nhưng mà, thế giới này xưa nay đều xấu như vậy. Hoài Bích không hiểu ý của nàng, vẻ mặt âm trầm quát lên, còn không mau đem kiếm trận rút đi ư. Từ Hữu Dung vẫn không để ý nàng, chẳng qua lẳng lặng nhìn Hoài Nhân. Hoài Nhân vẻ mặt càng thêm ảm nhiên. Thiên hạ khê thần chỉ mang đến thống khổ, cùng bị sư muội thương yêu mấy trăm năm phản bội mang đến thống khổ so sánh, thật không tính là cái gì. Hoài Thứ nhìn Hoài Bích tức giận nói, ngươi còn không mau thả sư tỷ ra ư? Tầm mắt của Từ Hữu Dung bỗng nhiên rơi vào trên mặt Hoài Bích. Hoài Bích tựa như cảm thấy hai đạo ánh sáng phản phất có nhiệt độ chân thật, bừng sáng trước mắt vô cùng chói mắt. Quanh một tiếng đổ vang, cuồng phong trong thảo đường gào thét mà lên, cỏ tranh màu trắng theo gió phất phới, đôi cánh lửa dài hơn 10 trượng chiếm cứ tầm mắt của mọi người. Từ hữu dung biến thành chân phượng. Vô hạn quang minh tỏa ra bốn phía, nhiệt độ kịch liệt dâng lên, cả thảo đường tựa như cũng muốn bốc cháy lên. Hoài Bích càng cảm thấy uy áp khó có thể tưởng tượng, kinh sợ vạn phần lui về phía sau, nhưng không bỏ qua cho Hoài Nhân. Đột nhiên, sắc mặt hoài nhân trở nên tái nhợt vô cùng phù một tiếng phun ra một nguồn máu tươi tinh hồng hoài bích hơi ngẩn ra cúi đầu nhìn lại sinh ra cảnh giác nhưng đã không còn kịp nữa thân thể hoài nhân nhìn như gầy ốm bắn ra một đạo lực lượng tinh thuần vô cùng hùng hồn tựa như được nam khê tẩy rửa cả trăm năm đạo hắc kiếm hàng lãnh chí cực kia trực tiếp bị đánh bay hoài bích cảm giác một ngọn núi xanh trực tiếp nện vào bụng của mình trong tiếng hét lùi cực nhanh về phía sau Hoài nhân xoay người, thân ảnh như khói, cũng như hương hoa, hùa tới. Hai tay của nàng rơi xuống, nhìn như hời hợt, nhưng trong đó ẩn chứa thiên địa chí lý, căn bản không cách nào tránh né được. Hơn 10 tiếng vang rất nhỏ, ở trong hoa thụ nam kê trai đang vang lên. Đây là thanh âm ngón tay của nàng rơi vào trên người hoài bích. Một tiếng muộn hưởng, cùng phong gào thét, sau đó dần tan. Giữa hoa thụ của nam khê trai xuất hiện một cái hố đất sâu ba thước. Hoài Bích đứng dưới đáy hố đất, cả người đầy máu, sắc mặt tái nhợt. Sao có thể như thế? Nàng tựa như phát điên lẩm bẩm nói. Hoài Nhân lẳng lặng đứng trước người của nàng, nói, tri kỳ hung, thủ kỳ thư, mới thành thiên hạ khê, sư muội, ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng luyện đúng bộ chỉ pháp này. Hoài Bích rít một tiếng, xoay người muốn đi. Tiếng xé gió vang lên, một đạo thân ảnh như lôi đình rơi xuống, đánh vào trên người của nàng. Hoài Bích kêu đau một tiếng, hướng về chỗ sâu trong hoa thụ. Đạo thân ảnh kia hiển hiện, chính là hoài thứ tính tình dữ dằn như lửa. Chỗ sâu trong hoa thụ không chỉ có mùi thơm, cũng có kiếm ý. Hơn 10 đạo kiếm ý lành lạnh dâng lên. Hoài Bích đang nghe truyện trên TV audio CV kêu thảm thiết liên tục, thân hình đột nhiên bị áp chế, rốt cục cũng không cách nào chống đỡ được nữa, bị kiếm quan ép trở lại. Hoa rơi thành mộ. Nàng rơi vào trong cái hố đất kia. Cánh tay trái của nàng đã đứt, cả người đều là kiếm thương, máu tươi lâm ly, nhìn vô cùng thê thảm. Nàng nhìn Hoài Nhân, khó nhọc bò lên phía trước, mang theo tiếng khóc hô, "Sư tỷ, ngươi tha cho ta đi." Hoài Nhân lặng lặng nhìn nàng, thủy chung không nói gì. Tiếng la khóc mang theo đau đớn, dần dần xuống thấp, ý nghĩa đã thành tuyệt vọng. Hoài Nhân trầm mặc thời gian rất lâu, xoay người nhìn về từ hữu dung cùng Trần Trường Sinh trong thảo đường thi lễ một cái, sau đó đi ra ngoài hoài thứ nhìn thoáng qua đáy hố đi theo rời đi các đệ tử nam khê trai đi vào trong hố đất đem hoài bích kéo ra ngoài đi tới phía sau nhai bình hoài bích nghĩ tới vận mệnh bi thảm sẽ nên đón mình cả đời giam cầm thật là sống không bằng chết sinh ra vô tận oán độc hàng giọng hô đạo tôn sẽ đến cứu của ta đến lúc đó các ngươi sẽ không có một cái nào có kết quả tốt đến lúc đó ta muốn cho các ngươi quỳ xuống để vang cầu ta nam khê trai đệ tử hai mặt nhìn nhau không biết nên làm như thế nào, dù sao đây là sư thúc tổ của các nàng, cho dù tức giận thế nào, cũng không thể làm được gì. Hoài Bích vẫn không ngừng mắng, nói càng ngày càng khó nghe, ô ngôn quế ngữ bên tai không dứt, cực kỳ âm độc. Đường Tam Thập Lục cùng chiếc tụ đứng ở một tòa lương đình ngoài thảo đường, hắn nhìn hình ảnh này, không nhịn được lắc đầu liên tục. Đúng lúc này, từ hữu dung nhìn Trần Trường Sinh một cái. Trần Trường Sinh hơi ngẩn người, nhìn đường Tam Thập Lục một cái. Đường Tam Thập Lục cảm khái nói, thật là một đôi trời sinh. Sau đó, hắn nhìn chiếc tụ một cái. Gió rét chợt vang lên, lá rụng trên đình phất phới không ngừng. Chiếc tụ đi tới trong hoa thụ, chỉ nghe sáng loáng một thanh âm vang lên, ma soái kỳ kiếm phá không mà lên, trực lên một đạo kiếm quan trầm trầm. Tiếng chửi rủa oán độc của Hoài Bích đột nhiên đình chỉ, nàng ôm cổ họng đầy máu, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, chậm rãi té trên mặt đất hoàng hôn ở giữa quần phong tới sớm hơn rất nhiều so với bên trên bình nguyên. Thiên thời còn sớm, mặt trời đã tới gần đường biên trên của dãy núi, ánh sáng trở nên có chút u ám, hoa thụ dường như muốn bốc cháy lên. Ở trên sơn đạo trước Nam Khê Trai, bằng hiên cùng giật trần mang theo hơn trăm đệ tử trực hệ, tiễn đưa hoài nhân cùng hoài thứ hai vị sư thúc tổ, mặc dù cách có chút xa, mơ hồ vẫn có thể nghe được một chút tiếng khóc, không khí lộ vẻ rất trầm thấp đau thương không ngờ vị sư thúc này của ngươi có cảnh giới thực lực lại mạnh như thế trần trường sinh đứng bên vách núi nhìn hình ảnh nơi này nói lúc trước ở thảo đường hoài bích đột nhiên đánh lén dùng thiên hạ khê thần chỉ ngăn trở kinh mạch cùng u phủ của hoài nhân ai cũng không ngờ hoài nhân tính tình so với bình thời biểu hiện dữ dằn vô số lần cảnh giới thực lực lại càng bí hiểm mạnh mẽ điều vận chân nguyên cùng thần thức xông phá cấm chế dễ dàng chế trụ hoài bích chỉ dùng một chiêu đã làm cho đối phương không còn bất kỳ chiến lực nàng dùng thiên hạ khê thần chỉ so với hoài bích thi triển cao hơn vô số lần tuyệt diệu khó tả rất có cảm giác thoát trần thậm chí thấy ẩn hiện ý tứ thần thánh nếu như nàng không chịu nghe ý tứ của từ hữu dung rời đi bằng cảnh giới tu vi mạnh mẽ đối kháng hôm nay còn thật không biết cuối cùng sẽ thành như thế nào nam khê trai ta vô số tuế nguyệt mặc dù khiêm tốn nhưng nội tình sâu đậm hoài nhân sư thúc cả đời si mê tu đạo thần thánh cũng có thể tự nhiên lợi hại từ hữu dung nói chẳng qua không biết nàng làm sao lại bị sư phụ ngươi thuyết phục trần trường sinh ở bên cạnh nhìn chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không gì sánh được của nàng vô cùng bình tĩnh nhưng tự có uy nghiêm hoặc là bởi vì nàng chắp tay sau lưng đứng bên vách núi chuyện đến đây hắn đã vô cùng chắc chắn hôm qua ở đỉnh thánh nữ phong cảm ứng được báo động bắt đầu từ chính mình mà đến nói một cách khác hắn chính là vấn đề lớn nhất của từ hữu dung nếu như hắn không đi tới thánh nữ phong từ hữu dung không cần thiết phải phá bích xuất quan. Nghĩ đến điểm này, hắn nói, xin lỗi, sau này chuyện gì ta cũng sẽ tỉnh táo hơn. Từ hữu dung xoay người nhìn hắn mỉm cười nói, nếu như chuyện của ta cũng không thể làm ngươi mất đi tỉnh táo, đó mới trở thành lỗi của ngươi. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói, có lý, ta đây sẽ không sửa lại. Hắn cùng với nàng đã mấy năm không gặp, thư từ cũng đã cắt đứt hai năm, theo như lẽ thường, hẳn là có chút cảm giác xa lạ mới phải. Nhưng trên thực tế hắn cùng với nàng đồng sinh cộng tử đã nhiều lần, huyết thủy giao hòa, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Tựa như trong mắt thế nhân, bọn họ là ông trời tác hợp. Lúc này ở cạnh, vẫn như năm trước như vậy bình tĩnh lạnh nhạt. Từ hữu dung nhắm mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Gió ngoài núi nhẹ nhàng phất trên mặt của nàng, làm cho lông mi run rẩy. Cùng nhau đến còn có hoàng hôn, Nhìn mặt của nàng, Trần Trường Sinh khẽ động tâm, từ từ cúi đầu. Từ hữu dung vẫn nhắm mắt, nhưng vẻ mặt có biến hóa cực nhỏ. Không biết có phải nàng đã nhận ra được điều gì hay không? Phù một tiếng. Không phải tiếng cười. Một nguồn máu tươi từ trong miệng của từ hữu dung phun ra. Toàn bộ rơi vào trên người Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nhìn rất chật vật. Từ hữu dung mở mắt, nhìn thấy hình ảnh này, nghĩ ngợi một chút, liền đoán được chuyện gì xảy ra lúc trước. Nàng giơ ống tay áo lau vết máu ở khóe môi, sau đó lộ ra nụ cười nghịch ngợm. Trần Trường Sinh không để ý đến chính mình, nhìn mặt nàng hơi tái nhợt, lo lắng hỏi, "Không sao chứ?" Từ Hữu Dung biết hắn rất thích sạch sẽ, nhìn hắn không để ý chút nào, khẽ cảm động, lấy khăn tay ra cẩn thận lau máu trên mặt của hắn. Máu động đã được ép ra là tốt rồi. Nàng đón ánh hoàng hôn nhắm mắt lại là để minh tưởng trị thương lại bị Trần Trường Sinh hiểu sai ý. Trần Trường Sinh cảm thấy hơi lúng túng, nhưng còn lo lắng nhiều hơn, cho dù nghe được nàng nói đã không có chuyện gì. Hợp trai bế quan là chuyện vô cùng trọng yếu, hôm nay từ hữu dung bởi vì hắn mới phải phá bích xuất quan trước kỳ hạn, tu hành tất nhiên sẽ phải chịu ảnh hưởng thật lớn. Mấu chốt nhất chính là, đạo tâm của nàng sẽ bị phủ một tầng dấu vết không thể xóa nhòa, thậm chí rất có khả năng cũng không cách nào tìm được cơ hội phá cảnh. Nghĩ tới đây, tâm tình của Trần Trường Sinh trở nên trầm trọng. Từ Hữu Dung biết hắn suy nghĩ điều gì, nói, rất nhiều người tu đạo gặp phải tình huống như ta, một khi gặp cảnh như vậy đạo tâm dao động, đến đây không có cơ hội bước vào thần thánh, nhưng ngươi không cần lo lắng cho ta, bởi vì ta tự tin hơn bọn họ, hơn nữa ta còn rất trẻ tuổi. Nếu nói tu đạo, tu chính là năm tháng. Là người tu đạo trẻ tuổi nhất nhìn thấy cánh cửa kia trong lịch sử, nàng còn có rất nhiều năm tháng có thể đi cảm ngộ thưởng thức quan trọng nhất là chính nàng cực kỳ nắm chắc điểm này do đó bảo đảm những năm tháng này sẽ không uổng phí đạo tâm của nàng không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng nào nghe lời này tâm tình của trần trường sinh mới tốt hơn chút ít máu trên mặt hắn đã được từ hữu dung lau khô sạch sẽ chợt còn sót lại theo hoàng hôn mà hóa thành phượng hỏa biến mất nhưng y phục lại không có cách nào xử lý hắn rất tự nhiên từ tàn phong võ kiếm lấy ra một bộ đạo y sạch sẽ sau đó xoay người sang chỗ khác để thay toàn bộ động tác lộ vẻ đặc biệt thuần thục, tựa như tái diễn vô số lần. Từ hữu dung hỏi, từ trước đến giờ ngươi đã quen mang theo quần áo sạch bên cạnh ư? Tại sao lại thay thuần thục như thế? Trần Trường Sinh nghĩ tới trên tường quốc giáo học viện năm đó bị phá thành một lỗ hổng lớn, tiểu cô nương viện thùng gỗ lớn nhìn chầm chầm vào mình, rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng nhưng phải làm bộ không thèm để ý, bỗng nhiên sinh ra rất nhiều tưởng niệm, nhưng làm sao dám nhắc đến chuyện này? chỉ đem chuyện đấy bắt Tân Kiều Thông tới lãnh cung hàng đàm kể lại mà thôi. Từ hữu dung thuở nhỏ đã biết câu chuyện ở dưới đáy bắt Tân Kiều, không lấy làm lạ, hỏi, tiểu Hắc Long đã xảy ra chuyện gì? Câu này hỏi chính là chuyện biệt thiên tâm bị giết chết. Mặc dù nói hiện tại ai cũng đã biết, đây là một cái âm mưu của Đại Tây Châu, vấn đề là trước lúc âm mưu chưa bị bóc trần, trần trường sinh thủy chung không đồng ý để cho tiểu Hắc Long đi ra ngoài đối chất, cực kỳ thông minh như nàng, tự nhiên đã đoán được tất nhiên có chuyện phát sinh trên người tiểu hắc long trần trường sinh nói hiện tại không cách nào xác nhận nhưng hẳn là nàng không gặp nguy hiểm gì từ hữu dung nói cần phải làm gì trần trường sinh lắc đầu nói chờ một thời gian ngắn rồi hãy nói từ hữu dung không cần nhiều lời nữa hỏi ngươi đã từng đi dạo ở nơi này chưa trần trường sinh nói đã gặp qua chút ít phong cảnh ngươi đề tập tới trong thư nhưng không có thời gian để nhìn kỹ từ hữu dung miễn cười nói, ta dẫn ngươi đi xem nhé. Trần Trường Sinh nói, được. Gió núi nhẹ vuốt ve, hoa thụ lay động, mùi thơm nứt mũi, bạch hạt phá hoàng hôn bay tới, đáp xuống trước người bọn họ. Cùng với từng tiếng hót vang, bạch hạt cổng hai người bay lên trời, lấy tốc độ cực nhanh lần nữa xé rách hoàng hôn, xuyên mây phá vụ, đi tới đỉnh núi. Đứng ở vách núi, nhìn bình nguyên cùng đồng gian dưới ánh hoàng hôn còn có dãy núi đã biến thành màu thủy mặt, Trần Trường Sinh cảm khái nói, khi còn bé ngươi ngươi nói phong cảnh nơi này rất đẹp, quả nhiên không giả. Từ Hữu Dung cố tự trấn định nói, khi còn bé ta có viết thư cho ngươi ư? Hoặc là ngươi nhớ lầm rồi, mấy năm trước ta viết không ít thư cho ngươi. Trần Trường Sinh mỉm cười nói, Bạch Hạc hẳn cũng còn nhớ rõ, làm sao ngươi lại quên rồi. Nghe lời này, Bạch Hạc ở bên nhẹ kêu hai tiếng, tỏ vẻ quả thật như thế. Từ Hữu Dung vẻ mặt ảo não, nói cũng không biết ngươi lừa gạt nó thế nào, hẳn là ngay cả lời của ta cũng không nghe. Trần Trường Sinh nắm tay nàng ngồi xuống tảng đá nổi bật nhất trên vách núi. Từ nhỏ ta đã thích Minh Tưởng tỉnh tu ở trên tảng đá này. Phải, chính tuổi năm ấy ngươi đã nói trong thư. Uy, ngươi thật sự nhớ lầm rồi. Ta không nhớ lầm, bởi vì trong thư ngươi miêu tả phong cảnh cùng nơi này giống nhau như đúc. Ta không muốn nói chuyện với ngươi. Được rồi, Ba năm trước đây ngươi từng nói, nơi này có rất nhiều chim, vì sao ta lại không thấy? Ngươi muốn xem không? Ta có thể làm cho rất nhiều chim tới đây chơi. Đây chính là vạn điểu triều phượng ư. Đúng vậy. Hay là thôi đi, màn đêm buông xuống, đều cần nghỉ ngơi, cần gì quấy rầy. Cũng tốt. Nhưng con gà núi kia đâu? Trần Trường Sinh nói tự nhiên là con kim sĩ đại bằng điểu còn xa mới trưởng thành ở trong chu viên nó thích ăn thịt ta đưa nó đi thảo nguyên rồi thảo nguyên ư chính là phiến thảo nguyên mà ngươi tặng ta phải tìm cơ hội chúng ta cùng đi xem xem đi xem cái gì chu viên yêu thú nếu như thích có thể sống ở nơi đó chúng ta cũng có thể hôm qua từ phụng dương huyện thành một đường chạy gấp đến đây lo lắng khó giải vừa gặp hai đại sự là nam khê trai hợp trai biệt thiên tâm tử vong mấy trận chiến đấu kinh tâm động phách đã để cho trần trường sinh mỏi mệt tới cực điểm mỏi mệt dần dần ập tới hắn cùng với từ hữu dung ngồi trên tảng đá bên vách núi dựa vào nhau tựa như ở chu viên vô cùng thư thái thoải mái rất nhanh đã nhắm hai mắt lại không biết qua thời gian bao lâu từ hữu dung bỗng nhiên mở mắt nàng lẳng lặng nhìn mặt trần trường sinh tựa như muốn ở phía trên tìm được một thứ tâm tình gì đó ngoại trừ mỏi mệt nhưng không thu hoạch được gì hắn vẫn như năm đó, từ trong tới ngoài cũng vô cùng sạch sẽ, không dính bụi bậm. Trần Trường Sinh, tại sao sau 10 tuổi ngươi không chịu trả lời thư của ta chứ? Từ hữu dung nhìn hắn nhẹ nói. Trần Trường Sinh đã ngủ, không có cách nào trả lời câu hỏi của nàng. Bỗng nhiên, từ hữu dung mở to hai mắt nhìn Trần Trường Sinh, trên mặt toát ra vẻ tò mò, sau đó không biết nghĩ tới chuyện gì, trở nên có chút khẩn trương. Nàng nhìn chung quanh trên núi chim hót chợt dừng lại dị thú vội vàng cúi đầu chính là bạch hạt cũng quay cổ nhìn tới núi xa từ hữu dung cúi đầu hôn xuống phải tự như mùi bánh gạo nếp vậy coi như không tồi ngay lúc này trần trường sinh mở mắt nhưng không tách ra bọn họ cứ như vậy ở cự ly gần nhìn vào mắt của nhau nhìn chính mình trong đôi mắt của đối phương chung quanh an tĩnh không có bất kỳ thanh âm nào cả lại không biết qua thời gian bao lâu hai người mới tách ra ta cảm thấy đói từ hữu dung nhìn hắn thật tình nói trần trường sinh thanh âm khẽ rung lên hỏi ngươi muốn ăn thứ gì bạch hạt lần nữa bay lên trời phá mây mù rời khỏi dãy núi đi tới trong trấn nhỏ cách đồng giang không xa kia từ hữu dung dẫn hắn đi tới trước một tòa trạch viện rất tầm thường sau đó được một trung niên phụ nhân vui mừng vạn phần đón vào trong Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung đều rất muốn ăn món xương bò hầm ở Phước Tuy Đường tại kinh đô. Trung niên phụ nhân nói: "Ta không biết làm món ăn của người phương Bắc, hôm nay đúng dịp bắt được mấy con cá tam hoa, hay là các ngươi làm một nồi đậu hoa ngư nhé?" Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung liếc mắt nhìn nhau, không ngờ năm đó phải tiếc nuối bỏ qua món này, hôm nay lại được bổ sung. Thịt cá tươi non cùng hơn đậu mới nấu chung với nhau, sẽ tạo thành một vị ngon khó có thể hình dung cộng thêm với dầu cây màu đỏ tươi, lại càng làm người ta phải tán dương. Giống như năm đó ở Phước Tuy Đường, Trần Trường Sinh cùng từ hữu dung đầu tiên an tĩnh mà ăn rất lâu, đợi cái thú ăn uống đã thỏa mãn đôi chút, mới bắt đầu nói chuyện phím. Các địa điểm tâm đủ loại màu sắc được bày quanh nồi cá, nhìn rất đẹp, từ hữu dung đột nhiên gọi một phần bánh gạo nếp trở nên có chút đột ngột. Có vẻ như ngươi rất thích ăn đồ ngọt. Trần Trường Sinh nhớ tới bên bờ thiên trì ở hàng sơn nàng vẫn luôn đem theo mức táo bên mình. Từ hữu dung không trả lời hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên ửng đỏ, không biết là bị nghẹn hay bị sặc. Bọn họ đem những chuyện xảy ra gần đây bàn luận một phen. Ý nghĩ của triều đình đã quá rõ ràng, đối với chuyện này Trần Trường Sinh cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, chẳng qua là chuyện tân giáo sĩ tử vong làm cho hắn có điều cảm khái. Năm đó quốc giáo học viện từ phế tích đạt được tân sinh, Tân giáo sĩ có thể nói là người chứng kiến đầu tiên, ai có thể ngờ được người này còn có thân phận như vậy chứ. Lại có âm mưu của Đại Tây Châu đã bị bóc trần, nhưng ai cũng biết, chuyện này còn chưa kết thúc, biệt dạng hồng cùng vô cùng bích đi Bạch Đế Thành, không biết kết cục sẽ như thế nào đây. Bạch Đế cùng ma quân đánh một trận e rằng đã trọng thương, mấy năm qua vẫn luôn bế quan dưỡng thương, Bạch Đế Thành hiện tại có vẻ đang nằm trong tay của một phu nhân. Từ hữu dung nhìn hắn nói, không che giấu sự lo lắng của mình, bởi vì nàng đã biết nguyên nhân tiểu hắc long đi bạch đế thành. Yêu tộc năm đó có thể lập quốc, huyền sương cự long nhất tộc đã hao tốn rất nhiều công sức, chi chi ở đó chắc là sẽ an toàn. Trần Trường Sinh nói, ta chỉ lo lắng cho biệt dạng hồng tiền bối mà thôi. Từ hữu dung nghĩ tới ba ngày bóng lưng tiêu điều của biệt dạng hồng cùng vô cùng bích bước tới trong mây, cũng cảm thấy tâm tình buồn rầu không nói. Thế gian luôn không yên ổn, giống như hai vị cường giả thần thánh lĩnh vực cũng vẫn gặp chuyện thương tâm ai có thể hoàn toàn đứng ngoài được chứ chớ đừng nói chi trần trường sinh là giáo hoàng nàng là thánh nữ đều có trách nhiệm của mình muốn quy ẩn thảo nguyên ít nhất bây giờ nhìn lại là chuyện không thể nào làm được trần trường sinh nói nói tới chuyện này người hôm nay cần cảm tạ nhất hẳn phải là thu sơn quân từ hữu dung nói sư huynh đúng là người rất giỏi lúc nói những lời này ánh mắt của nàng rất bình tĩnh giọng nói rất tự nhiên bộc lộ ra sự thân cận cùng tín nhiệm nếu như là nam tử trẻ tuổi bình thường nghe lời nói như vậy khó tránh khỏi sẽ có chút không vui trần trường sinh không phải nam tử trẻ tuổi bình thường nhưng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái cho lắm nhưng hắn không thể nói được gì bởi vì việc thu sơn quân làm hôm nay đáng để hắn phải cảm tạ hơn nữa hắn ở phản nhai mã tràng tận mắt chứng kiến cũng đã được cảm thụ thu sơn quân đúng là người rất giỏi Nghe Trần Trường Sinh nói xong câu chuyện ở phản nhai mã tràng, từ hữu dung cảm thấy giật mình, không nói nên lời, nghĩ thầm ánh mắt của ngươi cùng sư huynh quả thực là. Ta cùng hắn ở bên suối nói chuyện, hắn từng đề cập tới một cô nương mà mình thích. Trần Trường Sinh nhìn từ hữu dung một cái, nhìn như vô tình nói một câu. Từ hữu dung rất bình tĩnh nói, bên cạnh của ngươi luôn có rất nhiều cô nương. Lời này đúng là thật. Từ sớm nhất lạc lạc từ bách thảo viên trèo tường đến quốc giáo học viện bái sư không chịu rời đi, đến tiểu hắc long ở đáy bắc tân kiều dùng chân huyết cứu mạng sau đó bảo vệ cho hắn, rồi đến mạc vũ hàng đêm lẻn vào quốc giáo học viện mê say mùi thơm ngát trên chăn gối của hắn. Cho đến hiện tại ma tộc tiểu công chúa nam khách vẫn còn luôn nắm chéo áo của hắn. Trần Trường Sinh không biết nên giải thích thế nào, không thể làm gì khác đành cúi đầu định ăn một món gì đó, chuẩn bị gấp một miếng bánh gạo nếp để nếm thử. Từ Hữu Dung không để cho hắn lấy. Hắn không hiểu được mới hỏi tại sao. Từ Hữu Dung cảm thấy hơi xấu hổ, không biết nên giải thích như thế nào, không thể làm gì khác đành đem toàn bộ bánh gạo nếp trong đĩa gấp vào chén của mình. Trần Trường Sinh cho là nàng đang tức giận, nghĩ tới mấy cô nương kia quả thật không dễ để giải thích, nhưng có một chuyện có thể giải thích rõ ràng. Năm 10 tuổi, ta mới biết chuyện mình có bệnh, không có cách nào chữa khỏi, sống không quá 20 tuổi. Cho nên mới không trả lời thư của ngươi. Từ Hữu Dung thế mới biết thì ra vừa rồi hắn không ngủ, nghe được hết những lời mình nói, xấu hổ càng đậm, cúi đầu không nói. Trần Trường Sinh nhìn nàng rất chân thành nói, chuyện này ngươi đừng giận ta nhé. Hắn cùng Từ Hữu Dung là bạn cùng lứa tuổi, sinh nhật chỉ kém 3 ngày. Năm đó bọn họ 6 tuổi rưỡi, hai bên đã có hôn ước. Từ Hữu Dung là nhân vật thế nào, lúc năm tuổi thiên phượng huyết mạch đã thức tỉnh được thánh hậu cùng thánh nữ dốc lòng nuôi dạy thành người. Mặc dù khi đó nàng mới 6 tuổi rưỡi, nhưng đừng nói là thái tể gia gia của nàng, cho dù thánh hậu nương nương muốn nàng gả cho ai, cũng muốn nghe ý kiến của nàng. Từ ngày bắt đầu có hôn ước, nàng sinh ra rất nhiều tò mò với vị hôn phu của mình, sai bạch hạt mang thư đi Tây Trữ. Trần Trường sinh nhận được thư của nàng, liền bắt đầu hồi âm, như thế lui tới, cho đến năm 10 tuổi hắn mới gián đoạn. Bọn họ cho tới bây giờ không phải người xa lạ. Chẳng qua sau khi thư từ gián đoạn, từ hữu dung không thích tiểu đạo sĩ kia, không muốn nhớ tới những chuyện này. Hiện tại, những chuyện khi còn bé, tỉ như trong chóng tre đều có thể nhớ ra được rồi. Ban đầu ngươi ở phong thư đầu tiên ngươi hỏi ta là ai, giọng điệu thật sự là khó chịu. Khó chịu chỗ nào? Ta thật sự tò mò thôi. Phong thư cuối cùng, ngươi mắng ta như mắng tội phạm giết người A ai bảo ngươi không trả lời thư bởi vì không muốn liên lụy tới ngươi hơn nữa khi đó ngươi cũng không thích ta a à, nhưng thật ra là thích ngươi nói gì ta nói từ khi đó đến hiện tại cũng đã thích ta cũng vậy kế tiếp ngươi muốn đi đâu ly sơn nghe lời như thế vẻ mặt của từ hữu dung ngưng lại nhìn hắn tò mò hỏi ngươi muốn đi tìm sư huynh ư trần trường sinh suy nghĩ một chút nói ta muốn đi tìm sư huynh. Đây là câu nói rất hài hước, nếu không phải là từ hữu dung cực kỳ thông minh, rất khó hiểu được thâm ý ẩn giấu bên trong. Nàng thật tình hỏi, vậy Bạch Đế Thành bên kia làm sao bây giờ? Trần Trường Sinh nghĩ tới tình huống bây giờ của chiếc tụ, nói, chuyện có nặng nhẹ, ta xử lý xong chuyện này rồi mới tính. Nam Khê Trai Hợp Trai Đại Điển đã tan thành mây khói, nhưng chuyện đã xảy ra trong đó lại làm kinh hãi toàn bộ thiên hạ. Cường giả thần thánh lĩnh vực chiến đấu Âm mưu của Đại Tây Châu bại lộ, thanh y khách bỏ mình trở thành đề tài thảo luận sôi nổi nhất của mọi người gần đây. Thánh nữ từ hữu dung phá bích xuất quan, nàng cùng giáo hoàng trần trường sinh liên thủ lại có thể chính diện đối kháng với cường giả thần thánh lĩnh vực, lại càng tạo thành vô số nghị luận cùng kính sợ. Đường gia, thu sơn gia, một chá gia cùng ngô gia tứ đại thế gia làm việc trở nên cực kỳ khiêm tốn, tự nhiên không thể rời bỏ tác dụng của đường tam thập lục phát huy trong đó. Trường Sinh Tông truyền đến tin tức mới nhất, chính thức bồi tội với Đường gia, phái ra trưởng lão giải độc chữa thương cho Đường gia đích tôn đại gia. Nhưng trừ Tô đã biến mất. Ai nấy đều thấy được, Trường Sinh Tông ngày càng điêu tàn đã không cách nào khống chế được quái vật này. Đại Chu triều đình vẫn cường đại, Thương Hành Chu vẫn ngồi vững vàng trên vị trí cao nhất thế gian. Dựa theo hiệp nghị năm đó, giáo hoàng Trần Trường Sinh vẫn không thể về kinh đô, chỉ có thể du lịch ở thế gian chẳng biết lúc nào mới có thể thoát khỏi cục diện này. Nhưng ai nấy đều thấy được, thiên hạ đại thế giống như tinh không sau cơn mưa bình thường, đang mơ hồ phát sinh biến hóa nào đó. Ăn xong nồi đậu hoa ngư, Trần Trường Sinh không dừng lại thêm nhiều nữa, sáng sớm hôm sau đã dẫn đường tam thập lục đám người rời khỏi thánh nữ phong. Về phần đêm hôm đó, hắn cùng với thánh nữ từ hữu dung ở Nam Khê Trai đã thảo luận những gì, đã làm gì, tự nhiên không ai biết. Đồng Giang Thượng Du, ngọn núi san sát, hoặc dưới ánh mặt trời, hoặc ở trong mây mù, mỗi nơi có một vẻ đẹp riêng. Từ giảng tự ở trên linh chương phong có rất nhiều cây chương thơm ngát, bề mặt tràn đầy vẻ thanh tú, làm lòng người khoái trá. Đi qua linh chương phong, trong vòng hơn 10 dặm đã tới một vách đá, ngoài vách mây mù lượng lờ, khó có thể thấy đấy, đối diện mơ hồ có thể thấy được một tòa cô phong, hai bên có một sợi xích sắc tương liên, theo gió núi lung lay, nhìn đã làm lòng người sinh ra sợ hãi, chớ đừng nói chi là đi phía trên đó. Ngọn núi này tên gì? Đường Tam Thập Lục chỉ vào đối diện hỏi. Diệp Tiểu Liên đưa bọn họ tới đây nói, ngọn núi này tên là Độc Nhất Phong, chính là ngọn núi nằm phía cực đông của 36 ngọn núi ở Ly Sơn. Năm đó Thu Sơn Sư Huynh thường ở trên ngọn núi này luyện kiếm, có khi mây mù tản đi, ánh sáng rực rỡ, đứng ở bên này cũng có thể thấy rất rõ ràng. Đường Tam Thập Lục nghe cảm khái trong lời nói của nàng, trêu ghẹo nói, ngươi khi còn bé ở chỗ này nhìn thấy, Đối với Thu Sơn Quân vừa gặp đã thương ư. Năm đó ở trên Ly cung thần đạo, hắn cùng Diệp Tiểu Liên từng có một cuộc cãi vã vô cùng nổi tiếng, tự nhiên sẽ hiểu tình ý của nàng. Diệp Tiểu Liên đã sớm không còn là tiểu cô nương năm đó, nghe lời này cũng không để ý, bình tĩnh nói, phải thì như thế nào. Đừng Tam thập lục tiến tới bên người nàng, hạ thấp giọng hỏi, mạo muội hỏi thăm một chút, vậy hiện tại ngươi thích ai? Diệp Tiểu Liên không dễ dàng phát giác nhìn Trần Trường Sinh nơi xa một cái, mỉm cười nói, ta thích trai chủ nhất. Đường Tam Thập Lục nghe đáp án này cảm thấy không thú vị, nói, nữ nhân thật là giỏi biến hóa. Chiếc tụ ở bên nghe bọn họ nói chuyện với nhau, cảm thấy không thú vị, hướng bên vách núi đi tới, nhìn xích sắc trong mây mù theo gió đông đưa, cảm thấy lúc này mới thú vị. Cô Phong như ẩn như hiện trong mây mù ở trước mắt. Trần Trường Sinh nhìn nơi đây, nhưng lại nghĩ tới chuyện nơi khác hộ tam thập nhị biết hắn đang lo lắng điều gì thấp giọng nói bạch đế thành bên kia còn chưa có tin tức hồi đáp trần trường sinh nói cho dù không tìm được chi chi vì sao ngay cả kim trường sử bên kia cũng không tiếp xúc được hộ tam thập nhị nói bởi vì chuyện này quá đột nhiên không có nhiều chi tiết trình báo nhưng thuộc hạ nhớ trích lục hai năm qua xem được vị kim trường sử kia đã bị giáng chức lần nữa hôm nay ở ngoài bạch đế thành canh tác như cũ cho dù liên hệ với hắn chỉ sợ cũng không giải quyết được vấn đề. Trần Trường Sinh không nói gì. Sau đêm đó ở Tuyết Lĩnh, hắn ở Phản Nhai Mã Tràng Dưỡng Thương cũng đã cùng Chi Chi một lần nữa thành lập lên liên lạc. Sau đó hắn thông qua Tùng Sơn Quân Phủ đi vấn Thủy Thành, Chi Chi lại là một mình đi bạch đế thành cách xa 8 vạn dặm. Quốc giáo muốn cùng triều đình tranh giành thiên hạ đại thế, hắn muốn cùng sư phụ thương hành chu tranh giành thế cục, đầu tiên cần suy nghĩ chính là ngoại viện của mình hắn đi vấn thủy đường gia tới thánh nữ phong cùng với hành trình kế tiếp cũng là suy nghĩ trên phương diện này chi chi trong chuyện này sắm vai nhân vật trọng yếu nhất đối với quốc giáo cùng triều đình mà nói ngoại viện tối trọng yếu là gì không phải là các đại thế gia lấy đường gia cầm đầu không phải là thiên nam các tông phái không phải là thánh nữ phong mà là yêu tộc thậm chí từ ý nào đó mà nói thái độ của bạch đế thành có thể quyết định rất nhiều chuyện Thái độ của một phu nhân đã vô cùng minh sát. Hắn chỉ có thể hy vọng Chi Chi cùng Bạch Đế Thành có liên hệ sâu đậm, có thể tạm thời ổn định được đối phương. Theo đạo lý mà nói, cho dù một phu nhân tham gia âm mưu của Đại Tây Châu, đứng về phía sư phụ Thương Hành Chu, Chi Chi ở Bạch Đế Thành cũng có thể an toàn. Nhưng hiện tại hắn càng ngày càng cảm thấy bất an, không biết tại sao. Có thể là bởi vì thần hồn liên lạc giữa hắn cùng Chi Chi đã bị chặt đứt có thể là bởi vì người trong quốc giáo không thể tiếp xúc được với kim ngọc luật cũng có thể là bởi vì hắn đã nhiều năm không nghe được tin tức của tên kia mấy năm qua ngươi rốt cuộc ở nơi đâu đang làm những gì đường tam thập lục đi tới bên cạnh hắn nhìn hắn an ủi nói không cần lo lắng hùng hài tử kia da dày thịt béo sẽ không có chuyện gì nhiều nhất chính là chịu chút khổ cực mà thôi chiếc tụ nghĩ tới thiếu niên hùng tộc trong quốc giáo học viện ngày ngày dùng lưng ném cây len lén giấu thức ăn Đường nét trên bộ mặt cứng trắng cực kỳ hiếm thấy trở nên nhu hòa chút ít. Đường Tam Thập Lục hỏi, "Kế tiếp đi nơi nào?" Trần Trường Sinh chỉ vào đối diện nói, "Ly Sơn." Trong mây mù tòa cô phong kia chính là Ly Sơn. Phía bắc nhất của Lạc Mai Sơn mạch, bên cạnh Bình Nguyên vì nhiêu nhất nhân tộc thế giới, có 36 ngọn núi như lưỡi kiếm sắc bén chỉ vào phương bắc. Những ngọn núi này đều là Ly Sơn. Đường Tam Thập Lục vẻ mặt khẽ rung lên, hỏi, "Thật sự muốn đi ư?" chúng ta hiện tại không có thời gian. Trần Trường Sinh nhìn chiếc tụ một cái, nghĩ thầm quả thật không có thời gian. Đột nhiên, một đạo chấn động sinh ra bên vách núi. Đạo chấn động này rất kịch liệt, mây mù ngoài vách núi bị chấn thành sợi nhỏ, từ từ tan biến. Sợi xích sắc trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, thậm chí có thể thấy tú tích phía trên. Ngay sau đó, lại có một đạo chấn động vang lên, cho bụi trên mặt đất bị chấn lên, từ từ bay múa chấn động này từ đâu tới vẻ mặt đường tam thập lục trở nên ngưng trọng trần trường sinh hơi khẩn trương bọn họ đều đang nhìn chiếc tụ chấn động đến từ thân thể của chiếc tụ như thủy triều như lôi đình sắc mặt chiếc tụ trở nên dị thường tái nhợt tựa như mới vừa chịu một cuộc trọng thương bạch đế thành rõ ràng là có vấn đề trần trường sinh còn muốn đi ly sơn không phải bởi vì hắn đột nhiên tâm huyết dân trào mà bởi vì tâm huyết dân trào của chiếc tụ đã bộc phát càng ngày càng nhiều, bệnh tình càng ngày càng nặng. Không cần phải vội, hẳn là còn có thể sống 10 ngày nửa tháng. Chiếc tụ rất hiếm thấy nói một câu nói đùa. Nhưng không người nào có thể bật cười. Ở phía tây đại lục xa xôi có một thế giới xinh đẹp nhưng đầy hung hiểm, ở trong thế giới ấy có vô số ngọn núi, bốn mùa có thể nhìn thấy tuyết trắng, có vô số sông lớn thao thao, có vô số núi rừng nguyên thủy, Vô luận đáy nước hay là trong rừng cũng tràn đầy thú dữ không sao đếm hết, đây cũng là yêu vực mà thế nhân thường nhắc đến. Ở sâu trong yêu vực có tòa đại thành cực kỳ hùng vĩ, đứng giữa trong dãy núi, được 800 dặm hồng hà vây quanh, tường thành bằng đá cứng trắng bạch ngọc xây thành, cộng thêm quanh năm mây mù không tiêu tan, xa xa nhìn lại, tráng lệ khó có thể hình dung, làm lòng người sinh cảm giác kính sợ. Tòa hùng thành này không có hoàng liễn đồ như Kinh Đô, cũng không có trận pháp như ở dưới lòng đất tại Ly Cung chống cự ngoại địch chính là dựa vào tường thành cứng rắn, cùng với ý chí kiên cố cứng rắn cùng tính tình dữ dằn của yêu tộc. Đây chính là Bạch Đế Thành trong truyền thuyết. Tương truyền vô số năm trước, thiên thư bia rơi vào trên Đông Thổ Đại Lục, nhân tộc mở ra trí thức, đồng thời yêu tộc cũng bắt đầu thức tỉnh, phát triển thành nền văn minh của mình, chẳng qua là cự ly thiên thư lăng tương đối xa xôi, tốc độ văn minh tiến bộ so với nhân tộc chậm hơn một chút. Có chút yêu tộc hàng năm ở Hoang Sơn giả lĩnh cho tới hôm nay cũng còn dư âm giả tính. Bởi vì tính tình trực tiếp mà đơn giản, trước lúc chính thức kiến quốc, cuộc sống của yêu tộc trên đại lục cũng không quá tốt, bị ma tộc kỳ thị cùng áp bách. Tú Linh tộc hiện nay đã gần như Điêu Linh chính là người chứng kiến cụ thể của đoạn lịch sử bi thảm này, mà nhân tộc ở trong đoạn lịch sử này cũng đóng vai rất ám muội. Cho đến hơn 1.000 năm trước, vì chống cự với ma tộc ngày càng cường đại hơn nữa vô cùng bạo ngược, mấy đời lãnh tụ vĩ đại trước sau của yêu tộc cùng nhân tộc, bỏ ra rất nhiều kiên nhẫn cùng trí tuệ, rốt cuộc thuyết phục song phương vứt bỏ thù cũ để liên thủ với nhau, hơn nữa cuối cùng ở thời kỳ Thái Tông Hoàng đế bệ hạ thành lập liên minh. Trải qua năm tháng dài dòng, thù hận giữa yêu tộc cùng nhân tộc dần dần nhạt đi, nhưng bởi vì chút ít lịch sử xa xôi cùng với khác biệt không thể lấp đầy giữa hai bên, song phương vẫn còn bảo tồn chút địch ý hoặc là nói cảnh giác, tỉ như cuộc chiến tranh gần nhất, quân đội nhân tộc cùng ma tộc ở trên cánh đồng tuyết đánh suốt hai năm. Yêu tộc trừ trên ý nghĩa tượng trưng điều động hai bộ lạc dịch chuyển về phía đông hơn nghìn dặm, không làm bất cứ chuyện gì khác nữa. Về điểm này, trong kinh đô đã sinh ra rất nhiều nghị luận, đại thần cùng các tướng quân của nhân tộc lo lắng yêu tộc có thể có ý khác hay không, đạo tôn thương hành chu ngồi ở chỗ cao nhất lại như cũ bình tĩnh, bởi vì hắn có lòng tin với toàn bộ thế cục, bởi vì hắn cho là mình rất rõ ràng một phu nhân muốn cái gì thật ra bản thân ta cũng không rõ lắm rốt cuộc ta muốn cái gì chúng ta nên dùng thân phận thế nào để sống thật ra nên sắm vai nhân vật thế nào vô luận là công chúa hoàng hậu thê tử hay là mẫu thân chẳng qua theo thời gian sắm vai càng ngày càng dài nhân vật sắm vai càng ngày càng nhiều thường thường sẽ quên ngươi rốt cuộc là ai ngay cả bản thân ngươi là ai cũng không rõ ràng lắm như thế nào phán đoán chính mình đến tột cùng muốn cái gì nếu như muốn nhận được đáp án chân thật rõ ràng hơn nữa như vậy chúng ta nhất định phải xem lại toàn bộ trải qua của mình hồi tưởng đến thời điểm ban đầu nhớ lại khi ngươi mở mắt nhìn thế giới này mình nhìn thấy cái gì ta lúc ấy được phụ thân ôm vào trong ngực đứng bên bờ biển kinh đào hải lãng tựa như điên cuồng trong đó có một điểm trắng đang không ngừng bay múa rất đẹp ngươi thì sao tám trăm dặm hồng hà vây quanh bạch đế thành bình nguyên bên hai bờ sông phì nhiêu núi rừng ung tùng có vô số bộ lạc sinh sống. Ở sâu trong một vách núi vô cùng bí mật, có một tòa tiểu lâu tựa như cùng thiên địa dung hòa làm một. Phía trước tiểu lâu là một bãi cỏ, phía dưới bãi cỏ là tường đổ tuyệt nhai, nơi xa chính là sóng hồng thao thao, có thể thấy được hùng thành trong mây mù. Một vị phụ nhân đứng bên vách núi, nhìn tòa thành màu trắng bên bờ hồng hà chậm rãi nói chuyện, giọng nói lạnh nhạt. Một thiếu nữ áo đen đứng ở phía sau của nàng, mắt cá chân bị buộc xích sắt một đầu khác của xích sắc xâm nhập sâu trong lòng đất, chính là tiểu hắc long chi chi. Nàng nhìn bóng lưng của phụ nhân kia, rất tự nhiên nhớ lại thiên hải thánh hậu mà trước đây mình từng sợ hãi nhất. Hoặc là bởi vì thân ảnh phụ nhân kia cũng làm cho người ta cảm giác cao không thể chạm tới, hoặc là bởi vì phụ nhân kia cũng theo thói quen chấp hai tay sau lưng. Nữ tử có thể được ví với thiên hải thánh hậu, ở thế gian hiện tại chỉ có một người, đó chính là hoàng hậu nương nương của bạch đế thành một phu nhân. Nghe được câu hỏi của một phu nhân, Tiểu Hắc Long rất chân thành suy nghĩ một chút, nói: "Ta thấy được một viên trân châu." Sau đó nàng dùng hai tay ở trên không trung vẽ ra kích thước lớn nhỏ, một viên trân châu lớn như vậy. Nếu như nàng không khoa trương, như vậy viên trân châu này thật sự lớn tới mức khoa trương. Tiểu Hắc Long tiếp tục nói: "Mẫu thân nói lúc ta sinh ra rất thích khóc, dỗ thế nào cũng không dỗ nổi, cho đến khi ôm viên trân châu này vào lòng mới an tĩnh lại." Một phu nhân nói nói, nói vậy đó chính là giao nhân lệ trong truyền thuyết ư long tộc tụ cư địa ở sâu trong nam hải cực kỳ xa xôi đại tây châu cũng là quốc độ trong hải dương hai người có truyền thuyết giống nhau cũng coi như hiểu rõ lẫn nhau tiểu hắc long nói sau đó ở bắc tân kiều đã bị vương thư sinh đoạt đi một phu nhân nói chỉ biết khi dễ tiểu hài tử như ngươi vương đại nhân cũng không phải là anh hùng gì tiểu hắc long rất đồng ý với những lời này vẻ mặt vô tội nói nương nương ngươi là người rất giỏi, cũng đừng khi dễ tiểu hài tử như ta. Một phu nhân nói nói, ta không phải anh hùng, chỉ là một phụ nữ. Tiểu Hắc Long ủy quốc hỏi, vậy ngài định đem ta giam bao lâu? Một phu nhân nói, ta không phải vương đại nhân, cũng không phải thiên hải, không có hứng thú đối với chuyện nhốt ngươi. Tiểu Hắc Long trầm mặt một lát rồi nói, vậy ngươi định giết ta? Năm đó yêu tộc có thể lập quốc, đều dựa vào các ngươi huyền sương cự long nhất tộc, nếu như ta không muốn bị cả yêu tộc phỉ nhổ sẽ không giết ngươi một phu nhân nhìn tòa đại thành màu trắng bên kia bờ hồng hà bình tĩnh nói hơn nữa mặc dù cảnh giới thực lực của ngươi không còn như thời kỳ toàn thịnh nhưng cũng không phải là dễ giết như vậy nếu như không phải thần hồn của ngươi từng bị rút ra một lần ta thậm chí rất khó chế trụ ngươi lặng yên không một tiếng động như vậy nghe được câu này tiểu hắc long nhớ tới chút ít hình ảnh năm đó ở đáy bắc tân kiều nhất là đau đớn lúc bị thiên hải thánh hậu lấy ra thần hồn khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt mà khi nàng nhớ tới vài ngày trước đau đớn khi thâm hàng long tức trong cơ thể bị người này cưỡng ép hút ra đồng tử dựng thẳng hơi co lại vẻ oán độc hiện lên ngươi rốt cuộc muốn làm gì nàng quan sát bóng lưng của một phu nhân nói một phu nhân không xoay người nhẹ nói vấn đề này hẳn là ta tới hỏi ngươi mới đúng trận chiến ở tuyết lĩnh Ma quân bệ hạ nể tình phụ thân ngươi tự nhiên sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi giả chết lẻn tới Bạch Đế Thành, Trần Trường Sinh muốn ngươi tới làm gì? Tiểu Hắc Long trầm mặt không nói. Nàng phụng lệnh của Trần Trường Sinh tới Bạch Đế Thành, đầu tiên muốn gặp Bạch Đế bệ hạ, nhưng Bạch Đế đang bế quan tìm tu dưỡng thương, nàng không thể làm gì khác đành nghĩ biện pháp gặp lạc lạc, nhưng mà còn chưa kịp vào cung đã phát hiện tình hình không đúng, lúc chuẩn bị rời đi đã không còn kịp nữa, bị một phu nhân chế trụ mang đến nơi này. Trần Trường Sinh trước đó đã dặn dò rất rõ ràng, vô luận là gặp Bạch Đế hay là gặp Lạc Lạc, đều phải gặp một phu nhân. Vấn đề giữa triều đình, quốc giáo, Bạch Đế thành ai cũng rõ ràng, nhưng nàng không ngờ, thái độ của một phu nhân lại cường ngạnh như thế, chỉ bằng ăn ý giữa nàng cùng thương hành chu căn bản không cách nào giải thích. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, thanh âm hơi trầm xuống nói, chẳng lẽ là người của Đại Tây Châu muốn đến Đại Lục Hô Phong Hoáng Vũ sao? Một phu nhân khẽ mỉm cười nói, chúng ta chuẩn bị mấy trăm năm, sao có thể chỉ có một cơn mưa gió? Phỏng đoán cuối cùng đã được chứng thật, tiểu hắc long trầm mặt thời gian rất lâu, nói, một tử thi năm đó bị trục xuất khỏi ly cung, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không có nhìn hiểu được nguyên nhân chân chính là gì? Giáo hoàng vẫn luôn cảnh giác các ngươi, còn có rất nhiều người cũng vẫn luôn cảnh giác các ngươi, không quên các ngươi. Một phu nhân chậm rãi xoay người, nhìn nàng nụ thu lại nụ cười nói, vậy thì như thế nào? tiểu hắc long quan sát ánh mắt của nàng nói ta không biết âm mưu của các ngươi là gì nhưng ta biết hôm qua có người đã chết nhưng trần trường sinh còn sống trên đại lục có hàng tỷ người sinh sống mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ có rất nhiều người chết đi bởi vì đủ loại nguyên nhân nếu như là người bình thường tử vong tự nhiên sẽ không để nàng lưu ý càng không được nàng cố ý nhắc tới giữa các cường giả thần thánh lĩnh vực tự có cảm ứng cảnh giới của nàng tuy suy yếu lợi hại nhưng loại cảm ứng này còn không bị mất đi nàng cảm giác rất rõ ràng ngày hôm qua có vị cường giả thần thánh lĩnh vực trở về tinh hải nàng không biết vị cường giả thần thánh lĩnh vực kia là hoàng thúc của đại tây châu nhưng một phu nhân biết nụ cười trên mặt nhất thời không còn sót lại chút nào nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha